Đây bây giờ rồi 10 con cái hay được ha. Về nuôi là như ý luôn, đang cắn đuôi nè, mệt hồn không? Mười con cái hay được đây, một cái nè, con nhỏ này chắc còn hai con, còn hai con. Ồ, cũng đi 7 chỗ hay 4 chỗ vậy? Ờ, 7 chỗ vô mỗi thùng mỗi con đi. Chỉ để thôi hai thùng hai con cái đầu nó lên nó lập tùng 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 vô mệt lắm. Thùng con đi. Cái giấy ghi vô. Cô này cái tư nha, cái tư đi rồi đi vô đi rồi. Quá đẹp luôn. Hai con được bự. Ngay được bự hơn tỉnh rồi. Rồi thứ sáu. Quá đẹp luôn. Hả? Cái mỏ hả? Không phải đâu. Nó ủi vô hồi này hôm anh đem vô hôm cho nó tèo nó tèo nó kiếm đường ra ủi vô lưới ở đây. Nó kiếm đường ra nó ủi vô cái chỗ lưới chứ. Về bữa hai lần còn trông đẹp rồi. Kiếm đường ủi ủi vô lưới đó. Tại cái mỏ. Này đâu đâu nhầm ăn uống mạnh khỏe là được. Chứ còn chỉ sợ là không ăn mạnh thôi chứ còn mà nó đầy chốc là chuyện bình thường. Còn là cái sáu. Rồi cái sáu luôn, cái sáu là chục, cái sáu ấy.
chừng. Dơ rồi, chị dơ đây. Bật sắt 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 cái đuôi cái là nó. Lấy dây xúc bây giờ. Đó, dĩ dĩ nó hao hụt. Vậy á. Dây xúc. Tiền không đó. Khối quá. Khối cứ tròn mà thằng mà ói gì cứ tròn thốn mới chết. Con thấy người ta uống cà phê cứ tròn sao? Không, chưa được thấy. Cứ tròn thốn chết mà ói gì? Người ta lấy cứ tròn người ta làm cà phê người ta uống đó. Còn thấy? Còn thấy hả? Người ta mà lấy cái cứ tròn làm cả cà phê cuốn. Bữa này cha lấy cái tròn cho làm cà phê của dâu uống nha. Ôi, đúng rồi. Đi thử nghiệm lại cha uống trước đi. Con đi uống. Nè lấy cái tròn pha cho của dâu uống nè. Leo lên nè. Đẹp. Sắt cái đuôi nó ra là nó ỉa à. Vậy có món cái trụ tiếp này. Ừ. Để vừa mắt xúc kiến. Đuôi chán luôn, đẹp. Con này chắc cái vú. Kì nha. Đây hay hồi hang đực nha. Thank you.
Tôi về biệt luôn. Bởi mấy cái này nên nói người ta làm dưa mắm á, cái người ta xả dưa đó không. Rồi cái này, cái này cái tư đẹp cực kỳ ha, cái gửi luôn, cầm cái, cầm lên cái tư còn cái gửi luôn. Dạ cực kỳ luôn. Tư bên đổ vô mắm nhiều quá trời không luôn. Chắc cái tư nó gửi luôn á. Cái giày đo nhẹ vậy. Ba. Tư. Thứ ba. Thứ ba. Nhẹ giày đo mới nhẹ vậy. Con này nó bị chóc lọc nó lú xíu vài bữa nó ra. Không biết biết sao bị chóc đó không? Anh chích vaccine á, chích carrier vaccine carrier nó đó, cái mũi kim đó. Chích nó dạng mình ghim kia cũng có sâu quá, mình ghim nó hơi cạn cho nó chóc đó. Bữa nay con này chích này được nửa tháng nữa nó làm nè. Còn con cái nữa. Ở chỗ cái bớt cô á.
Nó nhắm nhẹ bà con. Nó lớn vậy đó mà nhắm nhẹ. Nhỏ ghé nhỏ em cũng vậy đó. Nhắm nhẹ uống đầu da. Buồn. Dạ nhỏ của dạ. Nó mặn cái là miếu khóc à. Dạ. Tụt quá trời cái nó dài khủng khiếp luôn. Dài đâu 1 mét. Con cái này là giống chồn anh đương được em á. Con này hả? Ừ. Là con của con đó. Không, con này giống chứ không phải con đó. Con là bố cùng chung bố á. Đang chụp được cái đứa em á. Chụp cái này. Cái 7 cái 8 gì đây. Rồi ăn cái 8 luôn. Cho sắt lại ra có đủ chỗ để không? Được mà, phải chỗ được mà, mình bỏ mà. 4 người nữa. Cái nào thùng thùng dài là để 2 con. Ừ. 4 người khác nữa chứ. Ừ, để sợ á. Sợ 2 con chổng nó quậy nó mệt trồn quá chứ để lại quá rồi sao? Để bình thường nó để vô thùng chồng vô vô chồng. Nó quậy nó mệt con á. Ừ. Vậy hai đực. Muốn cái con thôi chứ dồn cho hai con một được cái đó thử. Muốn cái ăn con nữa. Chứ hai con vô thùng thì nó thấy mà sợ nó quậy con. Nó mệt. Hai đực vô thùng dài thôi. Cô gia nhóm cô gia đây được nè, được như ấy luôn. Ok nha. Trời ơi. Ăn được, ăn được hai được tí luôn. Cảnh nuôi chào bá luôn. Chơi thả ra mà đâu dám bắt, anh điện ra cho bắt giùm con.
Tưng quá rồi. Không có nuôi tròn đẻ rồi mới mê. Rồi, ăn đưa. Ôm ôm không đâu có da. Dạ, một hồi cha con bắt là chú dưới nè. Đưa chuồng đực về nhảy phát ba ổ liền nè. Mới gột mình từng gầy được mười mấy con rồi ha. Ba ổ mười mấy con nè. Tháng 3 tới giờ, tháng 3 tháng 2. Tháng 3 tới giờ mà. Nay tháng 7 tháng 8 rồi được mười mấy chồng con nè. Tháng 7 4 tháng mười mấy chồng con. Thứ 7. Đẻ dập Tết cái vài tháng nữa con. Lên mấy chục. Thôi giờ lu bu. Chứ nãy con dắt luôn đi. Chồng nó cái bự rồi đó. Cái con mà tối rồi, sáng nha. Về á hả? Đó mấy con. Hả? Cái con mà tối đi sáng về phải không? Này nay 4 kg. Dạ. Ốm nó đi tối đi sáng vậy đó hả? Để đi á, đi thì con này thả ra, đi tối đi sáng ra. Em đánh nó dựa giống lên con á. Bây giờ có thả không? Thả luôn á, thả không á. Giờ bỏ ra ngồi lên. Để đi ra trước, ở đây đi. Rồi, được rồi. Rồi thôi, đó, này ra cũng lại. Mặc kéo đi. Đó. Để nó đi, để nó đi. Không mở cửa đi cho nó mát. Cô Gia, cô Gia mở cửa của nó ra. Mở cửa nó ra. Thôi, đóng cửa đó lại không mở. Hả? Để đi, ngồi. Kìa. Ngồi chứ nó chạy lên, cho nó vô đi. Mở cửa ra nó mới vô. Con lại mở cửa cho nó đi lên kìa, nó khều ra kìa, nó đường mở ra kìa. Nó cũng khều mở cửa ngay cho nó nè. Ê, xuống bên kia. Thả nó ra, nó đi qua nhà ta, nó quậy quá trời, lục côn nó ăn ta, mắng vuốt. Qua nhà ta bởi nó lục côn. Qua nhà ta làm lục tùm lum hết trơn, nó mắng vuốt luôn. Vuốt lại. Thấy mẹ rồi là mình khó thường á. Anh thấy mấy con nhỏ nhỏ đút cho nó ăn rồi, đút chuối rồi sắp chứ không đút cho nó ăn vậy mà nó cũng có thiệt đảm với mình nha. Mình đúng rồi đó, nó thấy em nuôi em sắp chuối ăn rồi muốn có lớn lớn là nó em chưa có ấy là nó nhào ra rồi. Đút cắn ăn nhẹ lắm nha. Đúng rồi đó, em đút đó là nó ăn nhẹ nhàng cái tay mình vậy đó. Chứ không có tóc bọc. Nó làm như là mẹ của nó vậy đó. Nó không cắn, nó ăn nhẹ nhàng lắm. Em bắt con còn ra nó lấy sữa ha. Sữa bịch á. Tâm trùng, tiện trùng hơi sắc nấu lên nó cần kẹo kẹo lại á. Em lấy chút mai tiêu quá, bơm vô, trộn vô cái em lấy không chích em bơm đút nữa. Muốn là nó mình lại nó dạng lắm. Thấy cái hơi mình nó chạy theo à. Đứng đo ra. Đo ra.
Áo vàng luôn hả? Ủa? Áo vàng với áo vàng hả? Là con này vô học lớp mấy? Lớp 1. Cô già vô học lớp 1. Ủa sao lớp 1? Lớp 3. Nhỏ hơn tuổi phải lớp 2 chứ. Phải vậy là lớn hơn 2 tuổi. Nó nói nó 7 tuổi, còn này 6 tuổi nè. Vậy là ông này nói bậy rồi. Vậy ta Tết này mới là bạc đó. Bà nhỏ của em là 6 tuổi, năm nay vô lớp 1. Vậy là ông kia phải lớp 3, 8 tuổi mới đó. Vậy là con có gia 8 tuổi rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi, 8 rồi. 2016 rồi, 24 là phải rồi. Con gái nhỏ lớn này của em 2015. Có gia 2016. Dạ, ngồi chỗ thằng con thôi. Rồi, hai đứa ngồi hai bên coi. Hai đứa ngồi hai bên coi. Con dẹp tôi. Mới mới lớn mà ép ta. Mới mới lớn mà ép ta. Hai đứa ngồi lên cùng tròn coi coi. Nhớ anh Phú Gia nha, mốt lớn, mốt 17, 18 tuổi xuống đây kiếm anh Phú Gia nha. Nha con gái. Thấy không? Phú Gia cười miếng. Phú Gia cười miếng. Kiếm chơi. Bạn này tên gì? Diễm Hân. Bạn này tên gì? Bạn tên gì? Quay Phú Gia đi. Quay mặt Phú Gia đi. Nhà bạn hai người ta mạnh dạn rồi. Hai người gái là mạnh dạn rồi. Đẹp đi con. Ê mở ra cho tao. Mở ra không? Rồi. Bé nghe không có dẫn. Tại lạ, đó chừng quen là chơi. Chí trước đi thì có người mượn được người giữ nhà, bởi vậy hai đứa nhỏ không có đi theo, chứ này không ai giữ nhà hết luôn. Hết rồi. Nói cha điên mình đi. Đi hết hai mấy người con đi luôn. Vậy chứ hồi về cái khoa gia nhắc thằng nghe năm nay là hình như là ông trời này mệt cho mấy người làm lúa ruộng làm lúa hôm nay gì mà hả hôm nay sao mà tháng mưa mà hạn hán quá trời luôn nắng chết luôn không mưa gió vậy quay quá nó nóng nước rồi được rồi thôi.